Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải như vậy là sau khi đồng Rinet của cái sàn Remitano chính thức có giá trị thì chúng ta đã được sử dụng chức năng swap tức là quy đổi và Remitano ngay lập tức tung ra thêm một tính năng trên cái đồng Rinet này nữa đó là chức năng thanh khoản giữa hai cặp USDT và Rinet và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về thanh khoản thanh khoản là gì và nó hoạt động như thế nào và làm sao để cho chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận từ việc cung cấp thanh khoản này và đầu tiên thì chúng ta cần phải biết thanh khoản là gì. Hiểu đơn giản là mức độ mua bán nhanh chóng của một loại tài sản nào đó trên thị trường nhưng sẽ không ảnh hưởng đến mức giá của tài sản đó. Một loại tài sản tiền mã hóa có tính thanh khoản cao được hiểu là người dùng có thể mua bán với số lượng lớn một cách nhanh chóng mà không bị trượt giá quá nhiều, tức là giá không thay đổi theo chiều hướng bất lợi so với giá thị trường tại thời điểm đó. Ví dụ bạn đang có một mảnh đất mà mảnh đất này được rất nhiều người quan tâm hỏi mua bán tức là mảnh đất này có tính thanh khoản cao và ngược lại và thứ hai chúng ta còn phải biết buôn là gì buôn người ta hay đường gọi là bể thanh khoản là nơi để chứa hai đồng tiền trong một cặp giao dịch được cung cấp bởi người dùng và khi chúng ta đóng góp hai loại tài sản này vào cái bể thanh khoản này thì chúng ta sẽ được hưởng lợi nhuận lãi suất từ đây khi có người khác mua bán trao đổi hai loại tài sản này mà chúng ta cung cấp vào cái bể thanh khoản này thì chúng ta sẽ được lợi nhuận và lợi nhuận này sẽ đến từ đâu chúng ta sẽ được chi lại một phần lợi nhuận từ phí mà Remitano thu được thông qua việc giao dịch swap phát sinh từ cái bể thanh khoản này. Rồi và bây giờ để mà thêm thanh khoản và kiếm được lợi nhuận từ Remitano ở giao diện trang chủ đó, thì các bạn bấm vào thanh khoản nha. Tại đây thì nó có cái pool nè, tức là bể thanh khoản nó sẽ chứa hết cái cặp tiền điện tử ở đây nha các bạn. Ví dụ như cặp ETC trên USDT nè thì lợi nhuận của nó chỉ là 4.39% trên một năm còn cặp Rinet và USDT thì của nó lợi nhuận lên đến trăm nha các bạn cái cặp tiền nào mà nó biến động giá càng cao thì lãi suất cũng như là lợi nhuận của nó càng cao nhưng kèm với đó cũng là rủi ro cao như các bạn còn cặp nào mà có xu hướng mà ổn định về giá thì lợi nhuận của nó sẽ thấp nên đồng nghĩa với đó thì rủi ro nó cũng thấp và bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến cái cặp là Rinet và USDT thôi nha vì trong đây chỉ có cặp tri và USDt là lợi nhuận cao nhất và nó đang hot nhất nha các bạn rồi và các bạn bấm vào cặp tiền này nha các bạn bấm vào thêm nha tại đây bạn phải sở hữu hai cái đồng này tức là bạn phải sở hữu hai đồng này với cái số tiền tương đương nhau ví dụ bạn bỏ vào đây một Li thì số USD bạn bỏ vào đây cũng tương đương là 3,1 đô theo giá ở thời điểm hiện tại Hai thằng này á cơ bản phải bạn phải sở hữu nó là 50 50 nha, tỷ lệ 50 50. Các bạn nhấp vào à, cài đặt để về, cài đặt về giá nha các bạn. Ở đây nó sẽ có quy mô giá là 10% cho đến 100%. Khi mà bạn chọn 10% á thì bên dưới nó sẽ hiện ra là giá tối thiểu là 2.79 còn giá tối đa là 3.4. Tức là nếu giá của cái cặp rinet cho USDT này á nó nằm trong cái khoảng giá này á thì các bạn sẽ có lợi nhuận còn nó mà nằm ngồi cái khoản giá này á thì các bạn sẽ bị lỗ nha và khi các bạn chọn tỷ lệ càng cao phần trăm càng cao á thì cái vùng giá an toàn của các bạn càng cao và đồng nghĩa với đó đó là rủi ro của các bạn càng thấp và ngược lại nếu mà các bạn chọn quy mô phạm vi giá với tỷ lệ càng thấp ở đây là 10 là thấp nhất nha các bạn thì lợi nhuận của các bạn nó sẽ càng cao nhưng vùng giá an toàn của các bạn nó sẽ càng thấp cho nên các bạn phải chú ý kỹ ở chỗ này nha Tức là các bạn chọn phần trăm càng nhỏ thì lợi nhuận của các bạn càng cao. Mà chọn phần trăm càng cao thì lợi nhuận của các bạn càng ít. Nhưng kèm với đó là rủi ro cũng ít. Tức là lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao. Và cái gì cũng phải các bạn ạ. À. Và sau khi chỉnh phần trăm xong thì các bạn nhấp vào xác nhận nha. Và tiếp theo á, các bạn nhập số lượng cái đồng RINIT và cái đồng USDT tương ứng vào hai ô này nha các bạn. Để cho chúng ta chạy thanh khoản á. Và các bạn có nhiều thì các bạn nhập nhiều nha. Cái này là tùy theo tài sản của các bạn nha. Và sau khi nhập xong thì hai cái đồng này vào. Thì các bạn nhấp vào cái ô thêm mới ở bên dưới nha. Là nó sẽ chính thức chạy thanh khoản cho các bạn nha. Khi thêm thanh khoản thành công á. Thì các bạn muốn xem được cái thanh khoản của bạn đang có lợi nhuận bao nhiêu á. Thì các bạn nhấp vào cái ô vị thế của tôi nha. Phía bên dưới nó sẽ hiện ra cái cặp thanh khoản mà chúng ta đang chạy. Ví dụ như là mình đang chạy cái cặp Renet trên USDT và mình đã bỏ vốn ra là 19,5 DNS nè và 58,30 USDT để chạy nha các bạn và hiện tại lợi nhuận là hai đô và mình lãi của mình nó nhận là 93 phần trăm cho một năm các bạn nhớ là cái lãi này nó sẽ biến động theo giá thị trường chứ nó không có cố định nha các bạn các bạn bấm vào xem chi tiết nè và tại đây thì các bạn có thể xem phí lợi nhuận của các bạn nè và các bạn có thể rút về khi mà phí nó có lợi nhuận nhiều nha hoặc các bạn có thể để đây luôn cũng được và các bạn có thể dần thanh khoản bất cứ lúc nào nha bằng cách bấm vào ô là bỏ thanh khoản nè rồi như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà chạy thanh khoản của cặp Dinit và USDT trên cái sàn Remitano và nếu các bạn thấy video của mình hữu ích có giá trị á, thì các bạn có thể nhấn like video đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo của mình nha xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn